nhảy cờ xíu nhảy cờ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay và cùng chào đón Đoàn Lăng Tuấn Nghĩa đến từ thành phố Đà Nẵng tiến vào sân thi đấu. Đoàn Lăng Tuấn Nghĩa Đà Nẵng tham gia bài thi với chủ đề Nam Sư vượt núi hái linh chi. Thank you.
Cho Tuấn Nghĩa Đà Nẵng thưa quý vị ạ. Mời đoàn xem lưới công tâm chuẩn bị. Kính thưa quý vị, với hạng mục ma cung, chúng ta còn lại 3 đoàn lân sẽ tham gia thi đấu. Xóm lưới công tâm Long Nhi thành phố Hồ Chí Minh và Nam Sơn Khánh Hòa. Đoàn